sản phẩm được làm như Kiếm Vũ VNG, một trong những web game thành công nhất năm 2017, một sản phẩm 2.5D nhưng có thể chiếm trọn tình cảm của người chơi một cách ngoại mục. Đó là những giá trị tinh túy, kinh điển được phát tiết một cách trọn vẹn trong một sản phẩm MMORPG cổ điển. Một chuyến hành quân lịch sử, với đà thắng lợi từ nền tảng web, Kiếm Vũ VNG chắc chắn sẽ còn khiến người chơi mất ăn mất ngủ khi chuyển thể sang nền tảng mobile. Và bây giờ, người chơi sẽ không còn phải lăn tăn về việc vác máy tính mới có thể chơi game nữa mà luôn luôn sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào. Đơn giản, tiện dụng và nhẹ nhàng, đó chính là những ưu thế tuyệt đối của game mobile. Nhằm có được những cái nhìn mới nhất về tựa game đang giành được nhiều sự chú ý từ phía game thủ này, GameHub.vn đã phối hợp với VNG để có được một buổi trải nghiệm sớm nhất tại Server Test. Sau đây, mời các bạn cùng xem và nghe những đánh giá khách quan của nhóm biên tập viên GameHub về Kiếm Vũ Mobile của VNG. Mà mình có cơ hội trải nghiệm tựa game Kiếm Vũ Mobile của VNG, thì ấn tượng mạnh nhất của mình về tựa game này thì nó là có phong cảnh rất là đẹp. Mình có một vài sự so sánh khá là thú vị đối với cả phiên bản web. Thì trước đây mình đã từng chơi qua phiên bản web thì mình thấy tựa đây là một tựa game khá là hấp dẫn. Một tựa game MMORPG 2D theo cái hướng game cổ điển. Giống như những tựa game mà cái lứa game thủ 8X9X đã từng chơi như Võ Lâm Truyền Kỳ. Thì sau khi tựa game này bước chân lên nền tảng mobile thì mình có cảm thấy một chút những ưu điểm sau. Thứ nhất là giữ được nguyên những cái đặc điểm nổi bật nhất của nền tảng web. Thứ hai nữa là mang được cái cách thức chơi khá là tiện lợi trên nền tảng điện thoại. Mọi cái hình thức ưu điểm như là PK, nâng cấp nhân vật từ Kiếm Vũ VNG Web đã được bê một cách hoàn toàn hoàn chỉnh sang nền tảng mobile và mình cảm thấy khá là thú vị. Thì mình cũng đồng ý với Hiếu là phiên bản này đã gọi là hấp thụ được tất cả những cái ưu điểm của phiên bản web. Tuy nhiên thì mình cũng thấy có một số cái mình cảm thấy là tất cả những cái khuyết điểm của nó thì phiên bản này cũng chưa thực sự là cải thiện được. Ví dụ như là cái giai đoạn đầu tiên từ level 0 đến level 50 là cũng chỉ có việc bấm và click để đi theo cốt truyện thôi, và như thế là mình thấy nó hơi nhàm chán. Nhưng mà được cái là về phần PK thì là khi mà mình bấm vào những cái phím của trên điện thoại thì là nó sẽ cảm giác là nó thoải mái hơn khi mà bấm vào những cái phím nút như ở trên mà nói. Còn về đồ họa thì mình thấy là thực sự là khá là đẹp. Tuy nhiên thì mình lại không đồng ý với ý kiến của Hiếu là nó tương tự như các cái gọi là game cũ của 8X. Bởi mình thấy là đồ họa của nó khá là mới và tương đối giống với lại tiên hiệp hơn là kiếm hiệp. Chung là chơi tựa game này cảm giác nó khá là mượt ấy. Không bị phải tìm hiểu sâu hay là thế nào đấy. Nhưng về bản chất thì với những người chơi game PC nhiều như mình thì chơi tựa game Kiếm Vũ Mobile VNG này nó khá là ổn. Thì sau một thời gian trải nghiệm con game Kiếm Vũ VNG thì mình thấy game này kế thừa khá tốt phiên bản web. Nếu mà ai đã từng mà chơi phiên bản web, là fan hâm mộ phiên bản web, thì chơi game bản mobile thì sẽ thấy rất là quen thuộc. Một cái nữa đấy là cái hệ thống skill của game ấy khá đẹp. Nói chung là mặc dù đây là game 2D nhưng mà hệ thống skill thì rất là sặc sỡ, nói chung là rất là nổi trên màn hình. Về cốt truyện thì thực ra thì theo như mình biết thì là đây là làm theo cái bộ phim Kiếm Vũ Giang Hồ của đạo diễn Ngô Vũ Sâm thì phải. Nếu mà đôi nào mà yêu nhau ấy, trong game ấy, mà kiểu đi dạo, đi hẹn hò trong game thì rất là, mình nghĩ là hợp đấy. Nhưng mà cái khuyết điểm của game ấy thì lại là nó không có chỗ để cho thể hiện skill cá nhân. Thế nên là với game thủ hardcore thì nó sẽ không phù hợp lắm. Nhưng mà nếu mà với người dùng casual, những game thủ mà hay đi làm, không có thời gian ấy, thì nó rất là hợp.